Hello, what's good? Welcome back to my channel. Chào mừng các bạn trở lại với channel của Chopin Nguyễn. Thì thực ra các bạn cũng có thể gọi mình là nhân cũng được. Thì dành cho những ai chưa biết thì channel của mình thì mình sẽ làm về những cái reaction cho những bài nhạc mới và những clip đang viral trên mạng. Và không mất thời gian của các bạn nữa, như mọi khi chúng ta tới với cái phần intro thôi nào. Let's go! Ai chưa xem qua cái channel của mình, gọi là chưa bao giờ xem qua cái channel của mình bao giờ thì có thể click vào cái nút đăng ký, subscribe ở dưới nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đến phần intro thôi nào. Let's go. Ok, hôm nay chúng ta, à không phải, hôm nay mình sẽ làm một cái reaction cho một cái MV mới của chị Mai Âm Nhạc. Wow, và mình khá là mong chờ cho cái sản phẩm này. Tại vì cái nhất là cái tựa đề nè, sản phẩm, siêu phẩm tình yêu. Là siêu phẩm tình yêu đó. Và đây là một cái trong những cái sản phẩm mà đầu tiên khi mà chị Mai Âm Nhạc gọi là kết thúc cái chương trình Rap Việt. Thì để xem coi là cái sản phẩm này có cái gì, cũng như là nó nằm trong cái mùa Valentine của năm nay nữa. Và let's go. Thì dành cho những ai chưa xem qua cái MV này hoặc là muốn xem lại cái MV này thì các bạn có thể click vào cái đường link ở dưới phần mô tả nhé. Mình có để cái đường link của cái sản phẩm gốc này thì các bạn có thể click vào. Ok, thì bắt đầu thôi. Let's go. Ok, thì trước khi bắt đầu thì chắc là mình sẽ làm một ngụm nước nha. Và thật ra ha, trước khi chị Mai Âm Nhạc cất giọng thì mình cũng muốn nói là thực ra mình thích cái giọng của chị Mai Âm Nhạc khi hát hơn là khi rap. Thì thật sự là mình nghĩ là chị Mai Âm Nhạc rất là hợp với cái dòng nhạc R&B cũng như là pop, nhất là R&B. Mình là một gọi là người cực thì thích nghe R&B và R&B và cũng như là những cái rap rồi cái thứ luôn. Nhưng mà mình nghĩ giọng của chị Mai Âm Nhạc sẽ hợp với R&B và pop nhiều hơn là so với cái việc mà chị Mai Âm Nhạc rap. Đây là ý kiến cá nhân của mình thôi, có thể là cái gu của mình không giống với các bạn, nhưng mà mình chỉ muốn nói ra cái ý kiến cá nhân của mình thôi. Và nghe cái beat của này thì mình nghĩ là chị Mai Âm Nhạc sẽ hát thiên sâu. hát trời. Chợt nhận ra tình yêu mình đã bỏ qua từ lâu. Hình như anh đã yêu người khác rồi còn đâu. Lại một mình giữa đêm chờ một hình bóng quen. Tìm lại ngày nào quá khứ ta vội đến với nhau. Vì sao yêu rồi sao lại cứ phải nói ra xa? Vì sao để buồn đau phải xen giữa chúng ta? Chẳng thể tìm lý do chuyện tình mình đắn đo. Dừng lại hay đi tiếp hết quãng đường dài. Anh với em chúng ta bây giờ hai lối đi cách xa không ngờ. Đôi mắt anh có vui nhưng tim làm ngơ. Em vẫn đây đứng ôm giấc mơ. When you call me oh my girl. Thôi thì tình đã lỡ. Anh có nghĩ đến em bao giờ? Anh có nhớ đến em bao giờ? Ngày qua ngày cứ thế trôi đi. Đến hôm nay chúng ta hóa như xa lạ. Xóa đi bao ký ức chúng ta ngày qua. Ấy, cho tàn sau những lần chia tay. Vì lý do em không đẹp. Wow, cái góc này nhìn chị Mai Âm Nhạc xinh nha. Thực ra thì trước đó thấy những clip mà kiểu như meme rồi các thứ, những cái clip mà hài hài của chị Mai Âm Nhạc là mình đã thấy chị Mai Âm Nhạc xinh rồi. Và wow. Lý
do ta không hợp và hàng ngàn những lý do có khi nào ngồi bên cạnh em anh thấy vui đến khi nào trong lòng anh mới thấy vui khi anh nhìn em khi ta nhìn nhau biết rằng chuyện mình chẳng đến đâu em vẫn vô tư vẻ vẹn cho là người đến sau em vẫn coi như đôi mình vẫn có nhau có nhau. Ồ con chó gì nhìn dễ thương quá. Con này gọi là con French Bull đúng không? Chó Bull Pháp đúng không? Dễ thương vậy, nhìn nó như con heo vậy. Mặc kệ thời gian vừa qua anh vui bên người ta, trong lòng em giờ đây như mây bên trời xa. Only you can make me smile. Only you can make me smile. I can't live without you. I can't live without you. I can't live without you. Background đẹp phết nha. Behind the scenes. Pray for my new single. Yeah, thank you so much, and hope you. We wish you a happy new year. We wish you a happy new year. Và em cảm ơn anh đã ngồi đây đồng hành cùng em. Damn. Wow. Chưa hết thì cái nhạc nghe rất là nhẹ nhàng, nghe rất là chill và như mình nói ban đầu. Và mình nghĩ là giọng của chị Mai âm nhạc sẽ hợp với cái hát hơn hơn là cái việc rap, và thực sự là như vậy. Nghe nó rất là ấm áp, nghe nó rất là dịu dàng, mặc dù là cái tính cách của bà có hơi hơi hài một cái xíu, mà mình rất là thích một người như vậy, kiểu như là ngoài đời hài nhưng mà khi mà vào một cái gì đó thì rất là nghiêm túc, cũng như là rất là kiểu là một cái con người khác á. Wow, mình cũng là một người như vậy. À không, mình không có người vậy. Mình lúc nào cũng sàm sàm á. Lúc nào cũng vậy. Và như thế nào nhỉ? Về cái MV á, thực sự mình rất là thích cái kiểu quay MV này. Kiểu đứng yên một chỗ và ở nhiều cái background, sau đó chuyển background, không có cần phải làm gì nhiều cả, chỉ cần một cái micro và sau đó bà quay thôi. Và mình rất là thích như vậy luôn, thật sự. Ở bên nước ngoài thì có cái thực ra nó không phải là một cái chương trình nữa, nó là một cái kênh thôi, là kênh Vivo Control thì phải. Thì ở cái chỗ đó thì cũng cái background như vậy luôn, thì một cái micro và một cái nghệ sĩ đứng hát thôi, và người ta record lại cái phần đó. Và wow, mình rất là thích như vậy. Các bạn có thể check qua cái kênh, cái channel đó cũng được, Vivo, mình nhớ không làm là Vivo Control thì phải. Thì như mình nói thì mình rất là thích cái ý tưởng của cái concept của cái MV này. Rất là đơn giản, không có cần gì phải màu mè, chỉ cần một hai ba cái góc quay và một cái người nghệ sĩ đứng ở đó cùng với một cái micro mà họ hát được, hoặc là họ rap được cái thứ thôi, là mình nghĩ là quá đủ rồi, không có cần gì mà phải effect hay là gì nhiều cả. Và nó phù hợp với cái bài nhạc nữa, một cái bài nhạc rất là nhẹ nhàng, rất là chill, rất là tình cảm, rất là dịu dàng. Và mình thích, rất là thích cái màu này của chị Mai âm nhạc. Và mình mong là chị Mai âm nhạc sẽ gặt hái thêm được nhiều thành công này nữa, và trong năm này nữa, và cũng như là sẽ ra nhiều sản phẩm hơn để mình có cái gọi là MV để mình làm reaction. Và đó là phần reaction của mình cho cái
MV này, và mình mong là các bạn có những cái phút giây gọi là thật là vui khi mà xem cái phần reaction này nhé. Thì như mình nói như ban đầu, dành cho những ai chưa xem qua cái MV này hoặc là muốn xem lại cái MV này thì các bạn có thể click vào cái đường link ở dưới phần mô tả, mình có để dưới bên dưới nhé. Thì các bạn kéo xuống một tí xíu thì các bạn sẽ thấy link Facebook, Instagram và TikTok của mình. Nếu mà các bạn có thương mình thì cho mình một follow và một like, và nhớ like cái video này nữa nhé. Và như mọi lời chúc ở mọi video thì mình chúc các bạn sẽ có một cái ngày thật là vui vẻ và lan tỏa cái niềm vui của mình sang cho mọi người. Đây cũng như là một cái signature của mình luôn. Thì chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ nhé. Và nếu mà các bạn đang có biết một cái MV nào đó hoặc một cái bài nhạc nào đó hay, mình nghĩ là mình sẽ reaction nó sẽ vui, hoặc là mình nghĩ mà mình chưa có xem, thì các bạn có thể comment ở dưới phần bình luận nhé. Thì cảm ơn các bạn rất là nhiều, và nhiều khi peace and I'm out. Hẹn các bạn ở cái video tiếp theo. Ai chưa xem qua cái những cái sản phẩm trước của mình thì các bạn có thể click vào cái đường kênh channel của mình nhé. Và peace and I'm out. Bye.